Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin chạy chức Bộ Công Thương, con ngựa què kéo cỗ xe kinh tế. Trong chiến tranh, nơi quyết định vận mệnh mất còn của đất nước là Bộ Quốc phòng. Trong hòa bình phát triển kinh tế, nơi quyết định sự giàu nghèo của đất nước, quyết định sự no đói của nhân dân, quyết định sự phát triển hay trì trệ của nền kinh tế, đó là Bộ Công Thương. Bộ Công Thương là sở chỉ huy, là bộ tham mưu quyết định sự thành bại của công cuộc công nghiệp hóa, đòi hỏi người đứng đầu của Bộ Công Thương, tư lệnh của chiến dịch công nghiệp hóa, phải là người cầm quân thao lược, phải là nhà kỹ trị có kiến thức quản trị kinh doanh của thời đại công nghiệp, đã được thử thách rèn rũa trong đời sống kinh tế của đất nước. Và năm ngoái, người dân Việt Nam đã khổ sở vì liên tục các đợt thiếu xăng diễn ra trong cả nước. Nhưng bất hạnh thay cho đất nước Việt Nam, cho con người dân Việt Nam, lãnh đạo Bộ Công Thương từ thời đất nước công nghiệp hóa lại chỉ đơn thuần là nhà chính trị công nông. Những bí thư tỉnh ủy, những thái tử đảng, con ông cháu cha, dòng dõi của Đảng Cộng sản đã làm những dự án công nghiệp hóa đều thất bại, đổ vỡ và chỉ để lại tội trạng trong lịch sử. Chỉ để lại tai tiếng lưu truyền trong dân gian và mang mức nợ khổng lồ cho người dân phải gánh. Bí thư tỉnh ủy Lạng Sơn Vũ Huy Hoàng trở thành Bộ trưởng Bộ Công Thương trong 10 năm, từ năm 2007 cho đến năm 2016, là chủ đầu tư 5 dự án công nghiệp với nguồn vốn 30.000 tỷ đồng, đều thua lỗ nặng nề, đều chênh vênh bên bờ vực thẳm phá sản, làm thất thoát một lượng lớn, quan trọng nguồn vốn đầu tư của các dự án công nghiệp, kìm hãm sự phát triển công nghiệp hóa vào năm 2021. Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng phải nhận bản án 11 năm tù. Kế nhiệm Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng từ năm 2016 đến năm 2021 là Thái tử Đảng Trần Tuấn Anh, quý tử của cựu Ủy viên Bộ Chính trị, cựu Chủ tịch nước Trần Đức Lương. Sau 5 năm trên ghế Bộ trưởng Bộ Công Thương, vừa kém cỏi trong vai trò tư lệnh của chiến dịch công nghiệp hóa, vừa tai tiếng trong đời sống của gia đình, nhưng vì là Thái tử Đảng nên chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Trần Cẩm Tú, trong lúc chủ trì hội nghị toàn quốc từ ngày 28 đến 30 tháng 9 năm 2021, đã phải dè dặt kết luận rằng Bộ trưởng Công Thương nhiệm kỳ 2016-2021 Trần Tuấn Anh đã thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo chỉ đạo thanh tra kiểm tra, để xảy ra nhiều vi phạm khuyết điểm trong tham mưu, thực hiện bổ sung quy hoạch quản lý phát triển năng lượng điện, nhất là các dự án điện mặt trời, điện gió, thủy điện vừa và nhỏ trong xây dựng cơ chế chính sách về giá điện, giá xăng dầu. Năm nay, Việt Nam đã mất cơ hội lớn vì nguồn điện không ổn định, lúc có lúc không, đến mức nhiều hãng nước ngoài phải bỏ chạy. Nếu coi nền công nghiệp của đất nước là một cơ thể sống, thì điện là máu để nuôi cơ thể đó. Với những bộ trưởng Bộ Công Thương không xứng, không đủ tầm so với đòi hỏi của sự công nghiệp hóa đất nước, đã làm cho ngành công nghiệp điện của Việt Nam thành vựa ve chai, chồng chất dây chuyền công nghệ điện than lỗi thời của Trung Quốc, vừa kém hiệu quả kinh tế, vừa xả thải độc hại ra môi trường, gây bệnh cho người dân cả nước. Đây là thứ công nghệ đã bị thế giới loại bỏ và lên án từ rất lâu. Sau 20 năm làm công nghiệp hóa, đất nước vẫn không chủ động được nguồn điện, điện vẫn thiếu trước hụt sau. Tập đoàn Intel của Mỹ đã đầu tư ở Việt Nam 1,5 tỷ đô la để xây dựng nhà máy sản xuất điện tử, sản xuất chip. Họ cũng đã công bố kế hoạch đầu tư thêm 1 tỷ đô la để mở rộng sản xuất. Nhưng gần đây, Intel đã dừng kế hoạch mở rộng sản xuất tại Việt Nam. Lý do được đưa ra là sự bất ổn cho sản xuất do nguồn điện cung cấp không đầy đủ và không ổn định. Sự mệt mỏi do thủ tục hành chính nhiều khê, lắt léo, trì trệ của chính quyền Việt Nam là trên hết là do sự bất nhất của hệ thống pháp luật của Việt Nam. Dừng kế hoạch mở rộng sản xuất ở Việt Nam, Intel liên chuyển 4,6 tỷ đô la để xây dựng nhà máy sản xuất chip tại Ba Lan. Khi Bộ Công Thương không mở cửa cho năng lượng xanh, thì nhà đầu tư sẽ quay lưng lại, thêm cơ hội bị mất. Thiếu điện phải chạy vậy ăn đong nguồn điện, mua điện của Trung Quốc từ phương Bắc, mua điện của Lào từ phía Tây, như nhà nghèo vác giá ăn đong từng bữa vậy. Công nghiệp hóa là sự nghiệp làm giàu của những người biết lo toan,
vừa nhạy bén vừa biết nhìn xa trông rộng. Một gia đình quanh năm an phận với nếp sống, chạy ăn từng bữa, với tư duy manh mún thì không thể làm giàu. Về nguồn điện đã như thế, còn nguồn xăng dầu cũng nhiều lần đối diện với thiếu hụt, kho dự trữ không đảm bảo nguồn cung nếu có bất ổn xảy ra. Bao nhiêu năm qua, Bộ Công Thương không đảm bảo được năng lượng cho nền kinh tế, khiến nền kinh tế đất nước thiệt hại rất lớn, không thể cân đong đo đếm được. Có thể nói Bộ Công Thương không khác gì con ngựa què, đang giữ trọng trách kéo cỗ xe èo ọp là nền kinh tế của Việt Nam. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin chạy chức Bộ Công Thương con ngựa què kéo gỗ xe kinh tế. Quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo.de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin chạy chức hai Nhật, anh thợ hàn gây đại họa, tổng ngó lơ phần 5. Lê Thanh Hải tự hai Nhật, vốn anh thợ hàn của xưởng cơ khí tư nhân, tham gia tổ chức thanh niên bí mật thuộc đoàn Sài Gòn Gia Định thời Việt Nam Cộng Hòa. Gặp thời được đảng nâng dần lên, rồi vào được Bộ Chính trị làm nên chùm thành phố lớn nhất đất nước trong suốt 10 năm. Lê Thanh Hải tiến thân tới anh thợ hàn trở thành ông chùm thành phố lớn nhất nước. Như mọi quan chức của Đảng Cộng sản, có quyền lực, Hải có đủ bằng cấp, học hàm, học vị cao ngất ngưỡng. Nhưng kỹ năng lao động thực sự của Hải thì chỉ là anh thợ hàn, kỹ năng quản trị xã hội của Hải chỉ là anh cán bộ chính trị không có trí tuệ khoa học, không có lý tưởng xã hội. Không có lý tưởng xã hội thì không có con người xã hội, chỉ có con người về mặt thể xác. Tham vọng quyền lực chỉ để thỏa mãn con người thể xác để mà vinh thân phì ra. Hải đã tạo ra cả một ekip quyền lực cướp đất ở Thủ Thiêm. Tội của Hải ngút trời ở đây, ngút trời Sài Gòn. Chỉ đến khi nghỉ hưu, không còn quyền lực che chắn, một phần tội ác của Hải, một phần con người thật của Hải mới lộ ra. Khi đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng mới ra văn bản dè dặt và nương nhẹ kết luận về Hải như sau. Ban Thường vụ Thành ủy và Ban Cán sự Đảng ủy Ủy ban Nhân dân TP.HCM đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát để xảy ra nhiều vi phạm khuyết điểm nghiêm trọng trong quá trình thực hiện dự án đầu tư khu đô thị mới Thủ Thiêm, gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thiệt hại lớn đến tài sản của nhà nước, ảnh hưởng xấu đến phát triển kinh tế xã hội và đời sống của một bộ phận dân của thành phố, gây bức xúc trong xã hội. Ông Lê Thanh Hải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy, chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Thành ủy, phải bị xem xét kỷ luật. Đại họa với bà con ở Thủ Thiêm do chính ông Lê Thanh Hải gây ra. Dù đã nương nhẹ, tổ chức đảng của Hải cũng buộc phải chỉ ra một phần tội hình sự rành rành của Hải là gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thiệt hại lớn đến tài sản nhà nước, ảnh hưởng xấu đến phát triển kinh tế xã hội và đời sống của một bộ phận nhân dân thành phố. Dân nghèo thì bắt trộm con vịt, làm mồi nhậu, bị pháp luật xử phạt tới 7 năm tù. Tội hình sự đặc biệt nghiêm trọng của Hải làm thiệt hại lớn về tiền, tài sản của nhà nước lại được đảng cầm quyền đưa ra ngoài vòng pháp luật. Đặt Hải lên trên pháp luật, chỉ xử lý Hải chiếu lệ trong nội bộ của đảng. Khiển trách và cách chức Bí thư Thành ủy của Hải khi mà Hải đã bàn giao hết chức quyền cho người kế nhiệm và ung dung nghỉ hưu, sống xa hoa trên đống tài sản khổng lồ. Đồng thời, Hải cũng mãn nguyện khi cài được ông con vào những vị trí chủ tịch quận và chủ tịch doanh nghiệp kinh doanh đất đai trên mảnh đất Hải từng nắm quyền thao túng đất đai. Với người dân, với công lý, với lịch sử, Hải là tội phạm có tội rất lớn, thậm chí còn có nợ máu với nhân dân. Hải kìm hãm sự phát triển của thành phố có tiềm lực mạnh nhất đất nước này. Hải làm tiêu điều, tan hoang một vùng đất rộng lớn, được quy hoạch để thành đô thị hiện đại nhất Đông Nam Á. Hải đã đẩy hàng ngàn gia đình vào cảnh màn trời chiếu đất, không trốn dung thân, không còn
nguồn sống. Hải đã gây ra cái chết tức tưởi đau thương của người dân ở đây. Khi tấm bản đồ quy hoạch khu đô thị Thủ Thiêm được cựu Thủ tướng Võ Văn Kiệt ký duyệt bị thủ tiêu, mất tăm tích ở tất cả những nơi có trách nhiệm lưu giữ, Hải liền đưa ra bản đồ quy hoạch Thủ Thiêm mới do phe nhóm của Hải tự vẽ, tự phê duyệt. Phe nhóm của Hải tự ý đưa hàng trăm hecta đất sống của người dân vốn không có cho bản đồ quy hoạch hợp pháp đã được Thủ tướng ký duyệt vào bản đồ quy hoạch phi pháp do phe nhóm Hải vẽ ra, để biến hàng trăm hecta đất sống của người dân thành đất dự án đô thị Thủ Thiêm, ăn chia với nhà đầu tư một số lượng tiền lớn khủng khiếp. Ai đã nuôi lớn Trương Mỹ Lan đây là câu hỏi đang được dư luận đặt ra. Ngoài vụ Thủ Thiêm, Lê Thanh Hải còn là người tiếp tay và nuôi lớn Vạn Thịnh Phát của Trương Mỹ Lan. Chưa từng có một vụ án nào có thể thực hiện trót lọt trong tới 10 năm, với số tiền chiếm đoạt lên tới 304.000 tỷ đồng. Nếu không có ô dù Lê Thanh Hải, thì làm sao có Trương Mỹ Lan đây? Cho đến nay, ông Nguyễn Phú Trọng vẫn còn đang làm lơ cho những sai phạm nghiêm trọng của Lê Thanh Hải. Có người còn nghi ngờ rằng Lê Thanh Hải đã đút lót đến ông Tổng, thì ông Tổng mới làm lơ đến như vậy. Bởi Lê Thanh Hải hiện nay đã hết quyền lực, sao ông Tổng không chịu ra tay? Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin Chạy chức, Hai Nhật, Anh Thợ Hàn gây đại họa, Tổng ngó lơ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.